Cách pha chế trà lê cách làm như sau. Rồi mình sẽ cho 120ml lục trà. Rồi mình sẽ cho 20ml nước đường, 20ml mứt lê, 10ml nước cốt tắc, 1 ít đá và 1 chút sugar. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào ly. Rồi mình cho đá vô mình chọc. Rồi mình sẽ cho một cái ống hút. Rồi. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào hộp tiếp theo.